Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc, sự quan tâm và tranh luận trong cộng đồng bóng đá không chỉ tập trung vào kết quả của trận đấu mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về phong độ của đội tuyển Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc như Sina đã trích dẫn ý kiến của nhiều chuyên gia trong bài bình luận để đánh giá trận đấu này. Một phần lớn nhận định nghiêng về việc đội tuyển Việt Nam xứng đáng với chiến thắng hơn, có màn trình diễn ấn tượng hơn đội tuyển Trung Quốc. Phóng viên thể thao Xiao Nan nhận định kết quả 2-0 là kết quả hoàn hảo với đội tuyển Trung Quốc. Huấn luyện viên Jankovic đã có những điều chỉnh quan trọng trong hiệp 2, giúp đội tuyển Trung Quốc tiến bộ. Tuy nhiên, trận đấu đã thể hiện sự may mắn của đội yếu hơn. Dù kết quả này gây tiếc nuối, những người hâm mộ Trung Quốc vẫn được khuyên nên ủng hộ đội của họ. Chuyên gia bóng đá Li Xuan phân tích, huấn luyện viên Jankovic đã có sự may mắn khi điều chỉnh trong trận đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc trong hiệp 1 rất đáng thất vọng. Sau những điều chỉnh trong hiệp 2, đội tuyển Trung Quốc đã tiến bộ một chút. Chúng tôi hy vọng rằng huấn luyện viên Jankovic sẽ sớm tìm ra đội hình phù hợp và lối chơi hiệu quả hơn cho đội tuyển Trung Quốc. Ngoài ra, chuyên gia bóng đá Pen Weili cũng đã phê phán màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc và khen ngợi bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn Ulay đã ghi bàn thắng vào phút bù giờ cuối cùng. Nếu không có bàn thắng đó, chiến thắng của đội tuyển Trung Quốc sẽ không thuyết phục. Đội tuyển Việt Nam ngày càng chơi giống đội hình B của Nhật Bản. Chúng tôi không biết cần bao lâu nữa đội tuyển Trung Quốc mới học được sự phối hợp mượt mà và kiểm soát bóng như họ. Huấn luyện viên Jankovic sau trận đấu cũng thừa nhận rằng đội tuyển Trung Quốc đã mất thế trận trong hiệp đấu đầu tiên và đã thực hiện những điều chỉnh quan trọng trong hiệp 2 để cải thiện hiệu suất của đội tuyển.